nhân sĩ các phái đều kéo tới phước hoài vì sư huynh còn ở chỗ này tiêu diêu tự tại. Rượu rồi và cũng may còn có con bầu. Bây giờ mà còn lo uống rượu, nhân sĩ các phái đã kéo tới phước châu rồi, vậy mà anh còn ở đây tiêu diêu phái lạc nữa. Hey, đáng đời. Đại sư huynh. Hey, quát quý tiểu sư muội. Tiểu sư muội à, ngày hôm nay chúng ta có hứng như vậy, chúng ta hãy luyện cái pháp cùng với nhau đi. Được, qua nở bốn mùa. Thanh mai xuất mã. Huy 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 công trùng xuất kiếm. Hai huy lái thuyền trong mưa. Huy 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 huy. Đại sư huynh. Ý nè đại sư huynh, nghe người ta nói bích tà kiếm pháp luyện tới tuyệt đỉnh có thể lấy vật từ xa giết người chúng vô hình, quay lực của nó mạnh tới như vậy sao? Quay lực của mạnh hay không anh ấy không biết. Anh chỉ biết nếu như em không chịu mặc bộ đồ này vào chắc chắn sẽ bị lạnh nè. Đại sư huynh, quá ra hai người ở chỗ này à, làm chúng tôi kiếm khắp nơi. Wow, thơm quá, cho tôi ăn thử. Quay không được lấy, cái này dành cho tiểu sư muội, nếu muốn ăn tự mình xuống sông mò đi. Trong mắt của anh chỉ có tiểu sư muội sao? Ai biểu đại sư huynh thương em hả? Muốn ăn cá phải không? Nè, nướng giùm đi. Nè, tiểu sư muội cho em nè, coi chừng nóng đó, coi chừng đắc ý của anh hình bị mắc xương cá đó. Cái con khỉ kia miệng tệ tới như vậy, coi chừng bị lỡ miệng đó. Ui, nè, ăn đi. Thơm quá. Thơm hả? Phải rồi đại sư huynh, gần đây đệ tử của các môn phái đều tới Phước Châu. Xem ra mọi người đều tin bích tà kiếm pháp cũng giống như là Quỳnh Hoa thành công vậy, thiên hạ vô địch. Học được bích tà kiếm pháp thật sự có thể hạ được Đông Vương bất bại, xưng bá võ lâm hay sao? Nè đừng có nói nhiều nữa, ăn no bụng trước rồi mình tính sau. Đi tới Phước Châu rồi, tất cả mọi câu hỏi đều có trả lời mà. Cứu mạng. Đại sư huynh à, sư huynh à, có con sâu chung vào trong áo của em rồi, mà bắt giùm đi. Xin lỗi nha, nam nữ tôi thọ bất thân. Đại hữu à, làm ơn làm phước bắt giùm em đi, mau lên. Không được, sư phụ có dạy kỳ lễ đừng làm, huynh nghĩ mùi ăn nhà người khác đi. Cái con khỉ kìa. Để cho anh. Hey, hey, xong rồi. Ây dồ. Ồ, quá ra là mày hả? Hay à, cái con quỷ nhỏ này dám ăn hiếp tiểu sư muội à, tao đạp cho mày chết. Ê, không biết thì không có tội, nó còn nhỏ như vậy, tội nghiệp nó, tha cho nó đi. Ba hồi đòi giết, bốn hồi đòi thả, đàn bà các người á, phiền phức quá đi. Người mới phiền phức đó. Chỉ có hơi phiền một chút xíu thôi, nhưng mà tiểu sư muội có lòng tốt nhất, ngay cả con kiến nhỏ cũng không đành giết nữa. Phải rồi, cái gì của muội cũng tốt hết, ngay đã con được con cái cũng thơm luôn nữa. Ta địch. Túi gần chết. Thơm quá đi. Thơm quá. Ê, sao không có ai vậy? Nè, đi đâu hết rồi?
À, tới ngay. À, khách quan mời vào. Mời vào trong để tôi pha trà. Muốn ăn cái gì đây? Muốn ăn cái gì đây hả? Tiếp khách đi mà. Được rồi. Ê, hai người cải trang như vậy giống thiệt đó. Hay lắm. Tiếp mùi đâu? Đại sư huynh. Wow. Tại sao lại trở nên như vậy hả? Cũng tại nhị sư huynh đó. Cải trang mùi xấu tiếng như vậy. Tiểu sư muội qua dung nguyệt mạo, nếu không cải trang xấu một chút, làm sao qua mặt được người ta chứ? Hey, vị sư đệ nói đúng lắm. Tiểu sư muội, xem nè, sư huynh mua cái gì tới cho muội nè. Hồi quá đi. Thơm quá à, em thích trà hủ thúi nhất đó. Đại sư huynh thật tốt với muội. Biết như vậy là tốt rồi. Muốn ăn một miếng không? Ê, thôi khỏi, em có gì tự nhiên ăn đi hả? Nè, hai người nghe cho kỹ. Bắt đầu ngày mai, chúng ta sẽ chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta phải theo dõi nhân sĩ giang hồ lui lui tới có như đề vậy không? Không thành vấn đề. Được, sư phụ còn dặn chúng ta đừng có tùy tiện bại lộ thân phận, có biết hay không? Phải rồi đại sư huynh, vậy chứ sư phụ muốn chúng ta chấp hành nhiệm vụ gì đây? Phải rồi, có tay nào thổ lộ chút không? Ê, đừng có nhiều chuyện, sư phụ làm như vậy là có sắp xếp rồi. Cha thiên vị lắm, cái chuyện gì cơ mà cũng nói cho anh nghe hết. Không có, tóm lại mọi người đều phải nhớ tới thân phận của mình. Nhị sư đệ, đây là trưởng quầy của quán rượu này. Được. Còn tiểu sư muội, em chính là người con gái đẹp từ như hoa của trưởng quầy đó, có biết không vậy? Lục sư đệ, đệ chính là điếm tiểu nhị. Dạ đại sư huynh. Còn huynh thì sao? Ta hả? Ta chịu trách nhiệm theo dõi mấy con khỉ các người. Nếu như mà người nào dám làm biếng, coi chừng ta sẽ báo với sư phụ đó. Wow, thật là bất công. Cái gì tốt anh cũng chiếm hết. Phải rồi, thật bất công. Đừng tới gần nha, đừng tới gần nha. Chuyện gì? Thôi quá. Chúc mừng nghe, hay quá, Lâm Xuân giỏi quá đi ạ. Ê, giỏi thiệt. Tụi nó không phải là đá banh đâu. Họ không phải đá banh, vậy chứ làm cái gì? Đang bợ đích. Mời con tử dùng trà. Trời ơi, ai mà đẹp trai quá ơi. Ê, thiệt chứ hả? Võ công của hắn khá thiệt ha. Nhưng mà mấy người bên mình của hắn cố tình nhìn sáng đó mà. Có gì đâu mà tài giỏi, đứng xem coi nữa. Nè đi nè lên. Ây da, ui da, hả, cái gì vậy? Xin lỗi nha. Có cái gì đâu phải sợ, thấy ghê quá làm sao mà không sợ. Ây da, ta xấu lắm sao? Ê, nè. Hiền vậy mà còn không xấu còn để ta xấu. Còn nữa đừng đứng bên cạnh của ta, nếu không làm công tử ta không tới gần đâu. Ây da, chê ta xấu hả? Đừng có vậy nữa mà, được rồi. Người nào nói họ có tình nhường cho tôi vậy? Ê, thứ sư muội mặc kệ đi, chúng ta đi. Là anh họ của tôi, chính là nó nói đó. Thế nào? Đừng nói xấu người ta nha. Như vậy nghề đó banh của các hạ chắc là giỏi lắm có phải không? Không biết như vậy thì có can đảm so tài với tôi không? Vào vô. Hey, what?
Bỏ vậy hả? Làm gì vậy? Con tiếng rồi. Bình Kỳ, sao sắc mặt tài tôi như vậy? Không có gì, cảm thấy hơi mệt thôi. Có phải bị cảm phong hàn muốn mời đại phu tới khám không? Con không có sao đâu, không có mời đại phu mà. Được, 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 về phòng nghỉ ngơi, mẹ đã căn dặn đầu bếp nấu đồ cho con rồi. Để con nghỉ một chút. Ừ, thiếu tôi đầu kiếm nào. Đợi chút, chúng ta vào trong trước đi. Bình Nhi, chắc chắn là đá banh bị thua. Bình thường nó là người chiến thắng mà. Nó hao thắng qua. Tôi sợ là nó không thể vượt qua sóng gió. Sợ cái gì? Với danh tiếng của Phước Hoài, ai mà không để mặt nó? Ừ. Tổng thư đâu? Có chuyện gì? Có người mang thiệp tới. Ừ. Ê, đây là thiệp của Nhật Nguyệt Thần Giáo mà. Ừ. Chuyện gì? Dì nói là có chuyện nhờ dạ. Ngày mai sẽ tới nhà chúng ta rồi. Quan, tự nhiên. Nhật, nhìn sư huynh, có biết lai lịch của mấy người đó hay không? Nhìn cái đàn mặt của họ, hình như là phái Hải Xà và lệ tử của Đường Môn. Còn mình phải là đệ tử Không Động và Không Lâu. Nè nè nè, các vị đại gia, các vị đại gia. Lúc nãy con gái của tôi sơ ý đập bị chén, mong mọi người bất giận, thông cảm giùm cho, thông cảm giùm cho. Wow, lúc nãy như cây tên ở trên cùng, không thể nào kèm lại được. Để em biết. Nha, đại sư huynh, mấy người này thật là kỳ lạ, đêm nào cũng thấy đi theo dõi, lại không chịu ra tay. Bọn chúng ta muốn có được tịch tài kiếm pháp, nhưng lại sợ quy lực của nó, cho nên là phải chờ thôi. Chờ cái gì? Đợi người khác ra tay trước, tốt hơn hết đôi bên được thiệt hại, như vậy họ sẽ như ông thủ lợi. Ồ. Nè đại thúc à, rượu này thơm thiệt đó. Muốn làm gì? Quà. Rượu này thơm quá đi, là rượu gì vậy? Rượu gì em thu về tới người chứ hả, thiệt tình. Nè đại thúc à, cái rượu này có mùi thơm đặc biệt, có thể nào nói cho tôi biết mua ở đâu không vậy? Rượu này trên đời mua không có đâu à. Ừ. Mua không được hả? Nói cho người biết nha, rượu này gọi là hầu nhi tẩu. Hầu nhi tẩu? Nhưng mà con khỉ ở trong rừng cất rượu bằng trái cây. Những loại trái cây khỉ hái vừa thơm vừa ngọt, cho nên là rượu cắt ra đương nhiên là phải thơm rồi, ngon nhất thiên hạ đó. Quay, thật sự có chuyện gì vậy? Ta cũng vô tình phát hiện thôi. Đợi mấy con khỉ nó đi hết trơn rồi thì ta mới ăn cắp rượu của tụi nó. Nè, cho tôi một hớp nha. Không được, không được. Cho uống hớp đi. Quay, uống hớp thôi có được không gì hả? Quê, ghê, quê. Uống còn hớp rượu thôi, làm cho ta đi đau bụng đó. Ta không có cần biết, uống rượu của ta thì nhất định phải đền cho ta. Thật ra ta chỉ uống có nửa hớp thôi,
một hớp một lượng, nửa hớp nửa lượng, còn làm cho ta đi cầu nữa, trả lại nửa lượng. Con người của người sao vô lý quá vậy? Uống hết rượu của ta, còn kêu ta đưa tiền nữa. Ta muốn nhà ngươi phải tụt quần luôn để mà đền cho ta đó. Ngài có quần cũng lấy luôn nữa. Hơ, để chút nữa ta đưa luôn cho nhà ngươi. Thiệt là quá đáng mà. Cái đó là cái chuyện của các hạ, vô can với ta. Ê, cái lão già kia đừng có quá đáng đó nha. Ta nói cho nhà ngươi biết đó. Cởi không ra chứ gì, để ta phụ trong tay. Muốn phụ ta phải không? Để ta đi cầu xong rồi, tới đây giúp ta chùa đế đi. Muốn giúp hả? Ê, chồng đi lâu quá vậy. Thôi để ta phụ cho người ta đi. Quê. Đại sư huynh. Hả? Đại sư huynh à, đi cầu gì mà túi dữ vậy? Nói cho các người biết, các người chết là chắc đó. Dám chơi ta hả? Em còn chưa ngủ hả? Em ngủ không được. Còn anh? Anh cũng ngủ không được. Người ta nói ngủ không được, anh cũng nói ngủ không được. Có thể nào tìm cái cớ khác có được không? Lúc nào cũng bắt chước người ta, liền lợn thiệt. Em lúc nào cũng đi theo anh đó mà, chứ đâu phải là anh đi theo em. Dám nói em đi theo anh hả? Được, để em cho cha biết. Để cha phạt anh lên trên Tư Quá Nhai. Lên Tư Quá Nhai thì lên Tư Quá Nhai, có gì đâu mà phải sợ. Tới lúc đó đó hả, núi thì cao, hoàng đế thì xa. Không ai có thể nói được anh đó. Ai nói vậy? Anh đừng có hòng nhờ. Tới lúc đó các sư huynh đệ không thể chơi chung với anh. Nhưng mà tội nhất là anh không có rượu để uống. Nè, không có rượu chắc là anh chết đó. Quỳ, nói cho em biết nha, anh không muốn lên Tư Quá Nhai đâu. Nha, ngoài rượu ra, không có cái gì quan trọng hết hay sao? Đương nhiên có rồi. Tiểu sư muội của anh đó. Anh có thể không gặp mặt. Không nói với anh nữa đâu. Nè. Ê, đại sư huynh, xem kìa, mặt trời mọc rồi. Wow, thiệt là đẹp quá chị. Wow, đẹp thiệt đó. Nếu như người đời được như vậy, ngày nào cũng xem mặt trời mọc với tiểu sư muội thì là tốt biết mấy. Được lắm đó, chỉ cần chúng ta đừng có lo cái gì hết, như vậy có thể mỗi một ngày phương đông chờ đợi mặt trời mọc. Nè anh nói cho em biết nha, cái chuyện giang hồ không phải nói không lo là không lo được đâu, có rất nhiều việc sẽ đến kiếm chúng ta đó. Cho dù kiếm tới gì nữa, chúng ta cũng có thể bỏ qua đừng lo. Nếu như mọi người đều ngây thơ, đều tốt giống như là em đi, thì thiên hạ sẽ được thái bình. Anh cho em cái gì cũng không biết hết. Biết nhiều một chuyện chỉ bằng ý kiến một chuyện. Có đôi lúc anh đây rất là ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ em? Cho em biết, dân tài giang hồ thân bất do kỷ. Đại sư huynh đây đôi lúc muốn rút ra khỏi giang hồ để sống những ngày tháng riêng của mình. Như vậy thì có biết mấy. Được lắm, anh rút lui khỏi giang hồ, em sẽ bên anh. Nhưng mà, nói đi, chúng ta nên đi đâu đây? Đại sư huynh sẽ đưa em tới một nơi không có người ở. Sau đó thì mỗi ngày sẽ dẫn tiểu sư muội của anh cùng nhau đi xem mặt trời mọc. Đại sư huynh, xem nè. Bông này đẹp quá đi. Tặng cho anh. Anh tặng cho em một đóa hoa, còn em chỉ tặng lại cho anh có hai cánh hoa. Ây da, tại sao mất cái hoa của em vậy hả? Thì ghét quá đi, thì ghét quá hả? Thì ghét quá, trả lại đây, trả lại đây. Trả lại đây, trả lại đây. Chạy nha. Quay, quay. Thì ghét quá hả? Quay. Hoa, hoa, đánh anh thấy khỏe quá. Nè, tới đây đi. Lâu quá rồi không có luyện xuất lập kiếm pháp. Nè, có muốn giật gì chưa không? Giật đi. Tiểu sư muội đi theo huynh. Xin chào.
Đại sư huynh, đại anh chế, chạy theo. Em tới nè. Quay. Quay. Xung lập kiếm pháp. Đây là kiếm pháp của anh sáng chế đó hả? Hay lắm phải không? Chị đó tên gì vậy? Muốn đặt tên gì thì đặt. Sông kiếm đâm mạnh, thật sự không ngại tới tánh mạng. Hay là đặt tên Đồng Quy Y Tận đi. Ê không không không, đặt vậy xui lắm. Cái gì mà Đồng Y Quy Tận? Hai chúng ta không có thù. Đặt tên em chết anh sống đi. Ê bậy 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 bậy. Còn xui hơn nữa. Cái chiêu này anh không có chết, em cũng không chết. Ý thôi thì gọi là Đồng Sanh Cộng Tử đi. Được, gọi là Đồng Sanh Cộng Tử. Nè, sao hả? Hoa đỏ mặt rồi. Mệt từ chỗ nào vậy hả? Nhanh lên đi. Nếu để tôi mẫu biết suốt ngày em phải đi ngủ, tôi mẫu sẽ chửi anh đó. Anh không nói, em không nói, mẹ làm sao biết được. Ê, còn là sư đệ và lục đệ hữu. Sáng sớm thức dậy cũng thấy chúng ta chắc là nóng ruột dậy lắm. Cứ để cho họ nóng ruột đi. Nếu như họ dám nói cho mẹ biết cái chuyện của hai chúng ta thì em sẽ để cho họ ngày tới tối bị phạt mãi, không thể nào được khỏi từ quá nhai. Hoa phải qua sơn suốt tìm chữ sư muội giống như em đây, thật sự không ai chịu nổi cả. Bởi vì như vậy, khi mà em tốt với các anh, đâu có thấy các anh khen nghe em. Chỉ biết em để tốt với các anh thôi, thật là làm ơn mất quán, không biết lòng người tốt. Được 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 được, nhớ tới tiểu sư muội tốt với tụi anh á, được được chưa? Nhất là tiểu sư muội tốt với đại sư huynh nhất đó hả? Vậy mới được đó. Ê xem kìa, bông kia đẹp quá à. Đằng kia không có vấn đề, đằng kia hái cho em nha. Cẩn thận nha đại sư huynh. Đứng cái đó đợi đi, đừng có đi đâu hết nha. Anh sẽ trở lại ngay. Rượu hầu nhi. Nè, tiểu sư muội. Rượu hầu nhi đó. Đây là sư huynh làm được rượu hầu nhi rồi. Lập tức về hái qua cho em nha. Có được không? Về trước đi. Nè, đại sư huynh. Không lẽ đại sư huynh đánh chửi sư đệ sao? Đại sư huynh, ai vậy? Đừng chạy nha. Có ăn trộm đó, có ăn trộm. Người đâu? Sư bụi. Đại sư huynh. Chuyện gì? Lúc nãy anh vào trong phòng kiếm anh, thấy hai người áo đen ở trong kia. Nhưng mà hai người đó hình như là không có giống đồng bọn, còn đánh với nhau nữa. Vừa thấy em họ không có nói tiếng nào, đã bỏ chạy mất rồi. Chạy đi thì thôi. Hãy vào xem coi có mất gì hay không. Anh chỉ có mấy bộ đồ cũ. Cái cũ không đi, cái mới không tới. Cũng may có lọ tro cốt của cha mẹ đệ, chưa có đập bể. Bình Chi, có mất mát gì không hả? Chỉ mất đi một miếng ngọc phối mà thôi. Có phải miếng ngọc phối của mẹ ngươi cho ngươi không? Đúng vậy. Tuy rằng không xứng đáng gì cả, nhưng đệ đây rất là thích, lúc nào cũng mang ở bên người. Nhưng mà bây giờ... Nếu nói như vậy, là những tên trộm đã vào đây ăn cắp đồ, cũng may sang nhìn để nhìn thấy. Nè, từ nay mọi người hãy cảnh giác, cẩn thận một chút nha. Dạ sư phụ. Ý, nè đại sư huynh về rồi hả? Không phải, lúc nãy đi cầu trở về, không thấy người nào hết đó. Trong phòng đại sư huynh có trộm, chúng tôi qua bên đó coi thử mà. Có mất mát cái gì hay không hả? Hình như đã mất đi một miếng ngọc phối gì đó. Ây da, bây giờ nó là công tử lạc mạng, đâu có cái gì quý giá đâu mà ăn cắp. Phải rồi, hãy nói đi, có phải Bích Tà Kiếm Phổ gì hay không hả? Tịch Tà Kiếm Phổ?
Ây da, em chỉ nói chơi thôi mà. Lâm sư đệ gió công tệ như vậy, phá tà kiếm phổ thì đúng hơn á. À, đại sư huynh à, trời nóng đực như vậy, đắp mình làm chi vậy hả? Ờ, sư huynh hơi mệt trong người. Ồ, xảy ra chuyện như vậy không còn buồn ngủ nữa. Ê, hãy ra ngoài uống vài ly đi. Không, muốn nghỉ chút cho khỏe thôi. Được rồi, vậy thì để đi một mình nha. Ây da, cái chuyện quan trọng như vậy chút nữa quên hết đó nha. Ê, hãy nói đi, di ngôn của cha em cho em biết. Nè, để cho đêm dài khỏi lắm mộng nữa. Nghe kỹ nè, cha của em trước khi qua đời đã nói với anh ở tại hẻm Hướng Dương Phước Châu của em đó, ở trong căn nhà tổ, đồ đạc ở trong đó là đồ đạc gia truyền của nhà họ Lâm, hãy bảo quản cho kỹ. Nhưng mà ông ta còn cho biết là ông cố của em tên là Diễn Đồ Công gì đó. Ông ta có gì quấn căn dặn là con cháu đừng có dở độc, bằng không thì hậu quả vô cùng khốc liệt. Hãy nhớ cho kỹ nha, để đừng có quên đó. Hẻm Hướng Dương, chỗ đó đâu có ai ở chứ. Để còn nhớ hồi nhỏ tới đó, nhưng mà lâu lắm rồi không có tới nữa. Không được dở coi. Không được dở coi gì vậy hả? Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh à, hãy mau tới đây coi đi, đom đóm nè, mau lên. Tới liền. Coi đom đóm kìa. Đom đóm chỗ nào đâu, sao không thấy gì hết? Lúc nãy còn ở đây mà, bây giờ không biết bay đi đâu hết trơn rồi. Ê tiểu sư muội à, đừng có kiếm nữa, nói cho em biết, đã bị màn đêm làm cho giật mình hết rồi. Cũng tại anh đó, nếu như không phải anh uống rượu với Lâm sư đệ thì chúng ta đã thấy đom đóm rồi. Tiểu sư đệ bực ở trong người, uống chút rượu với nó để giải buồn thôi. Trong lòng của anh chỉ nghĩ tới Lâm sư đệ hay là Lâm sư muội gì đó, đâu có nghĩ gì tới em. Em giận và ghen rồi phải không? Không giận làm sao được, người ta tưởng Lâm đã chết rồi, làm người ta buồn mấy ngày đó. Nếu như anh thực sự qua đời như vậy, em sẽ lộ vốn đấy nha. Nè, đừng có nói bậy. Không đành được phải không? Nên nói cho em biết, anh không có dễ chết đâu. Đại sư huynh bây giờ đang đứng ở trước mặt của em đây nè, sao chết được? Sao hả? Chú mở làm gì? Nè, vậy chứ anh làm sao quen biết với sư muội Nghi Lâm vậy? Em còn nói nữa, bởi vì hái hoa cho em đó. Hái hoa gì đây? Nè, lúc nào anh cũng mang theo bên người đó. Ủa? Bởi vì em nói em thích mà, cho nên anh đã leo lên núi để hái. Hoa này thấy ghê quá à. Hoa đẹp thì là đẹp luôn đó. Còn nói Điện Bá Quang là thế hoa đại đạo, chính anh mới là thế hoa đại đạo đó. Vậy thì anh quên đi. Ê, đừng, nó đừng mà, đưa cho em đi. Đưa em nè. Chỉ cần là hoa của anh hái là em thích liền hả? Em có biết gì hãy qua cho em, mệt cho anh lắm không? Đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Vừa tới Hoa Sơn, sư phụ đã phải phạt thật nặng. Nè, anh có biết cha nghe lời của ai nhất hay không? Mẹ đó, đàn bà chúng em để ý cái gì nhất có biết hay không? Đương nhiên là gương mặt xinh đẹp. Rồi chưa? Làm cái gì vậy hả? Trồng hoa, em mới vừa bỏ phân và tưới nước cho nó. Ý, hoa này khó coi như vậy mà trồng làm cái gì chứ? Hoa dại ngoài đường còn đẹp hơn nó nữa đó. Biết cái gì chứ? Hoa này là do đại sư huynh không ngại nguy hiểm tính mạng hái cho em đó. Ý, nè sư huynh à, hoa dại héo như vậy mà hái làm gì hả? Cành héo hả? Lúc anh mới hái đẹp ghê lắm, phải gì không? Có gì mà cười, cành cây này hả còn đẹp hơn là huynh nữa đó nhờ. Nếu mà trồng vậy thì không sống đâu. Cầm hay cắm cây này xuống dưới đất mới được. Tao không tin nó không sống nổi. Ý dạ, chết rồi. Ngày hôm qua Hạ Sang sư phụ nhiều lần căn dặn lo chuyện cho bà ta. Ý dạ, chút nữa quên mất rồi, quan trọng lắm không? Ê, không được, phải đi làm cho sư mẫu mới được. Em sẽ nói cho cha biết. Vậy được, đừng quên nha. Cảm ơn tiểu sư muội nhiều lắm. Đi mau đi. Anh trở về ngay.
Xuân Nhi giờ này còn đi đâu vậy? Đại sư huynh đi lo việc cho mẹ, kia chúng ta lên đường trước, anh sẽ tới ngày. Tối ngày chạy ra ngoài chơi không ha? Ủa, Nhi sư huynh đâu? Anh ta đang đau bụng, anh ta đi đâu rồi? Sư phụ. Nhi sư huynh, bộ Nhi sư huynh đau bụng hả? Phải, có lẽ ăn trúng cái gì đó. Đã uống thuốc được chưa? Uống rồi. Vậy được, chúng ta xuất. Cuối cùng đã về tới nhà rồi. Mẹ Linh Sơn. Mẹ, con đã về rồi. Về rồi. Sư phụ. Sư huynh, đi đường rất mệt lắm. Không sao. Mẹ, con có thêm một chữ sư đệ. Đệ tử Lâm Bình Chi bái kiến sư mẫu. Nhìn thấy nhà ngươi có vẻ tào nhã, không giống như là người luyện võ. Tuy nhiên, nếu như cần đọc thi thư, có thể đậu Trạng Nguyên đó. Hoa Sơn nếu như có được một Trạng Nguyên, thật sự là thi cổ giai thoại. Nè, tiểu sư đệ à, tới đây. Sư tỷ dẫn đi diện kiến là về sư huynh khác. Được. Đây chính là tam sư huynh Cao Cán Dân, bác sư huynh Củ Cải Trắng. Tam sư huynh, bác sư huynh. Ấy, Xuân Nhi đâu? Đại sư huynh. Mẫu. Sư mẫu, con về rồi. Sư phụ. Xuân Nhi, con tại sao không về chung với họ? Đệ tử nghe nói khu vực Hàng Sơn sản xuất bột trân châu rất nổi tiếng, cho nên con ghé mua một hộp để tặng cho sư mẫu nè. Hóa ra đại sư huynh lo cái chuyện đó hả? Chắc là ngươi đã gây ra họa gì bên ngoài, muốn sư mẫu nói giùm có đúng không? Mẹ à, đại sư huynh hả, đã nói lên nỗi bất bình, thiếu chút nữa đã mất mạng của mình đó, thì mẹ đừng có phạt ảnh nhờ. Thật sao? Có bị thương nặng không? Đỡ nhiều rồi. Tiểu sư muội nói đúng lắm, cũng may con tốt số, nếu mà không về này đây, chắc không trở về đây gặp mặt sư mẫu được nữa. Để cho người biết rõ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Được rồi, mọi người đều đi đường xa, chắc là đã mệt mỏi rồi, hãy đi rửa mặt trước đi. Tôi sẽ dọn điểm tâm trước, có chuyện gì rồi nói sau. Dạ, sư mẫu. Xin mời đi đi. Cảm ơn sư mẫu đi giải cứu. Được rồi, sư huynh. Thôi đừng làm ra cái vẻ nghiêm túc nữa. Tóm lại, có nghiêm sư giống như sư huynh, chắc chắn là sẽ xuất cao đồ. Quá ra là con đánh với tên ác tặc Điền Bá Quang à? Lộ kiến bất bình, đánh rất đúng. Sư mẫu không có khỏe gì hết. Điền Bá Quang cái tên ác tặc đó võ công thật là lợi hại, làm con muốn qua mắt luôn, đỡ quá trời cũng không đỡ nổi. Tiểu tử ngươi, ngươi đỡ không nổi chắc chắn là đã giở trò ma giáo gì đó để lừa gạt người ta rồi. Sư mẫu. Đại sư huynh bởi vì muốn phó thạch tâm thúc đạo pháp phi xa tẩu thạch của Điền Bá Quang, cố tình nói kiếm pháp của ta là ăn cắp từ ngọc nữ chân kinh thập tâm thúc của mẹ. Ở đâu mà mẹ có ngọc nữ chân kinh thập tâm thúc gì? Xuân Nhi, hãy sử dụng võ công của Điền Bá Quang cho sư mẫu coi. Dạ sư mẫu. Không ngờ đại sư huynh chỉ cần giải đấu người ta có một lần mà thôi, lập tức có thể học được những chiêu thức của đối phương ngay. Đừng thấy đại sư huynh bình thường ăn chơi lêu lỏng, bản lãnh của ảnh cao lắm. Sư mẫu. Nha, anh không sao chứ? Sư muội, võ công của muội là tiến bộ nữa, ngay cả huynh muội cũng giấu luôn. Sư huynh đã quá lời, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đạo pháp của Điền Bảo Hoàng có nhanh cũng không thoát khỏi được kiếm này của sư mẫu nữa. Cái thằng rành con, những võ công bàn môn tà đạo nhớ thật kỹ, còn võ công của bảo môn nhớ không nổi. Bình Chi, đừng bao giờ bắt chước nó. Sư phụ, đại sư huynh thông minh hơn người đó, làm sao con so được với huynh ta? Như con đây chỉ một lòng học trong kiếm pháp Hoa Sơn mà thôi. Xuân Nhi, nếu như con cố gắng thêm, sư mẫu sẽ dạy cho con cái chiêu này. Đa tạ sư mẫu. Mẹ à, con cũng muốn học. Nội công của con còn chưa đủ, không có được đâu. Vậy cha, cha hãy dạy cho con cái chiêu thức phá giải cái chiêu đó đi, để tránh lại sư huynh học ăn hiếp con. Cái chiêu đó của mẹ gọi là thiên hạ vô song, lần thế nhất kiếm, thiên hạ vô địch. Cha làm sao có cách quá giải đây? Sư huynh lại quá lời nữa rồi.
Cái chiêu này là do tôi tự sáng chế. Nếu như lan truyền ra ngoài sẽ bị Võ Lâm Đồng Đạo cười tới rụng răng đó. Cha cũng sáng chế vài chiêu nhín thời gian dạy cho con đi, để cho con so tài với đại sư huynh. Cha không thông minh bằng mẹ của con, làm sao có thể sáng chế được những chiêu mới. Không phải cha không sáng chế được, nhưng mà bởi vì cha sợ mẹ không dám làm. Con có chuẩn bị bà không? Nè, các người nấu gì vậy? Chà tới muội. Ê tới sư muội, cái này cho muội ăn nè. Cảm ơn. Ê mang thêm củi đi. Có ngay. Ủa, cả đây làm bánh bao đâu, tại sao không mang vô? Nè, hãy mang vô đi. À. Nè, các anh quá đáng lắm nhờ, cái gì cũng kêu hắn làm hết. Có phải làm hiếp người ta nữa hay không? Ê, cái đó ăn thua gì chứ, hồi trước em mới tới Hoa Sơn cũng bị các anh chơi như vậy mà. Phải rồi đại sư huynh, cái đó là nguyên tắc mà. Nè, chơi thì chơi, đừng quá đáng. Mới nhờ, mọi người đều là sư huynh đệ. Nè, đại sư huynh, hồi đó đại sư huynh cũng chơi tụi em như vậy, tại sao bây giờ đại sư huynh tốt vậy? Cũng chưa về tình hình chứ. Bây giờ Lâm sư đệ tội cho nó lắm rồi. Phải, bởi vì Lâm sư đệ đến ở đây chúng ta chọc cho nó vui mà. Xem nè, anh em chúng ta chơi như vậy mới tăng thêm tình cảm chứ. Phải rồi. Lục đại hữu nói đúng lắm. Chịu chơi mới đủ tư cách làm sư đệ của chúng ta. Nè, lửa gần tắt rồi còn không chịu thổi. À. Thấy chưa, đã nói được có chơi nữa mà, bị là đáng lắm. Đại hữu đó, nè. Chết. Tôi đây tránh lẹ. Bên kia à. Quay, tập như vậy không có giỏi được đâu. Vậy phải học thế nào? Học cái chiêu này nè. Đó là cái gì? Chiêu này gọi là mau thủ công. Nè, đừng có khinh thường nữa nha. Những người học võ chúng ta đều cũng phải nhờ vào nó. Ít ra phải đứng cấn cả mùa thu mới học được đó. Tôi lên Hoa Sơn lại thầy học võ, muốn học được tuyệt học của Hoa Sơn, để hy vọng sau khi đại học xong có thể đắc thủ cho cha mẹ. Những người học võ quan trọng nhất là phải có căn bản vững chắc. Bây giờ nóng nảy trong lòng đã phạm đệ nhất đại kỵ rồi, còn đại kỵ thứ nhì là cái thù hận ở trong lòng sâu sắc quá. Đừng có nói là tuyệt học của Hoa Sơn, những quyền cước tầm thường đi nữa học cũng không có được đâu. Công thức cái chiêu lúc nãy phải không? Không thành vấn đề, đại sư huynh dạy một chiêu khác nha. Nếu như đứng tấn không được thì ngồi đi, đừng có lên tiếng. Sư phụ tuyên bố cái chiêu này quan trọng nhất là phải tâm bình khí hòa, tình tư kỳ quá. Các người đối xử với đệ thế nào? Khinh thường ra sao? Ăn hiếp đệ nữa, làm trâu làm ngựa đệ thể chấp nhận, nhưng từ đó không thể chấp nhận được. Cái việc các người không chịu dạy võ công cho tôi. Quay, ai nói không dạy võ công chứ, phải luyện căn bản trước rồi mới được. Về điểm đó tôi hiểu rõ, tôi bây giờ không muốn lãng phí thời gian nữa. Tôi phải lập tức trả thù với cha mẹ. Đánh tình nóng nảy như vậy, em bây giờ như thế này tịnh tọa 3 năm mới có thể bắt đầu học kiếm pháp của Hoa Sơn. 3 năm thật là quá đáng, hoàn toàn không muốn dạy võ với tôi. Hey, muốn đánh tôi hả? Vậy tịnh tọa thêm 5 năm nữa. Vậy dạy hay là không dạy? Các người làm gì vậy? Sư phụ, là một đại sư huynh phải thiệt tốn với sư đệ. Hai người tại sao lại gây gỗ với nhau vậy? Là thể thống gì? Đệ tử đâu có gây gỗ. Sư phụ, đệ tử tới đây là thầy học võ, chứ không phải tới đây để người ta tìm vui đâu. Con là sư đệ, trưởng ấu bất quần, không nghe dạy dỗ, còn muốn ngụy biện. Đệ tử không dám. Đệ tử tới đây chỉ muốn học võ công thượng thừa thôi, để sớm trả thù cho cha mẹ. Bình Chi, con phải nhớ kỹ, kiếm pháp Hoa Sơn đặt căn bản dùng khí, sử dụng kiếm. Chỉ có kiếm chiêu, không có kiếm thế, không có căn bản vững chắc, dù có học 10 năm, 8 năm cũng không thể thành công được. Đại sư huynh của con muốn con tinh tấn và ngồi thiền, đó là dụng tâm lương khổ. Hãy nghe cho kỹ, không luyện xong võ công căn bản thì đừng có hòng thành tài xuống núi. Dạ sư phụ.
Bình Chi, con nóng ruột ở trong người, nóng ruột thành tài. Sơn Nhi lại mở lời hống hách, giỡn chơi suốt ngày. Sư phụ phạt các người đứng tấn ở dưới nước, trời chưa có tối thì chưa được về. Dạ sư phụ. Sao hả? Mệt chưa? Sư huynh dạy cho cái nghề ngồi cầu tiêu và ngồi thi công hữu dụng nhiều lắm. Hãy xem đại sư huynh nè, phải thoải mái hơn em nhiều ghê lắm hay không hả? Hả? Wow, tâm tịnh tự nhiên mát. Bị phạt nhiều á là quen nhiều liền hà. Các sư huynh đệ bị phạt đều quá vui vẻ ở tại cái chỗ này, dòng nước lặng trôi. Wow, gió mát nhẹ thổi, cá con bơi lội ở dưới sông này. Bình tĩnh ở trong lòng thì còn có thể ngồi dưỡng sức ở tại chỗ này. Thì ghét, phải thấy ghét một chút xíu đó. Nhưng mọi người đều thấy rõ, đây là một phương pháp giải quyết tốt nhất. Trên có gió mát, dưới có nước chảy, cái gì tới thì tới, cái gì không tới thì cho nó đi, không để ý tới cái gì hết cả. Đừng có nói thêm nữa. Tại sao phản ứng lớn như vậy chứ? Chẳng bị nói chơi thôi mà. Nha, đại sư huynh. Đại sư huynh. Hey, tiểu sư muội, đem cái gì ngạc nhiên tới đây đây? Xem nè. Wow, cá mập ghê chưa? Béo dữ vậy. Wow, mập thiệt. Hey, wow, cá tươi tại Hoa Sơn nè. Hey, tiểu sư đệ tới đây, ăn đi. Không ăn hả, đáng tiếc lắm nha. Phải trời, đứng đó làm cái gì nữa? Nếu như không lên đây, đại sư huynh sẽ ăn hết đó nha. Tiểu sư muội, cá này ngon quá, ở đâu vậy? Lục đại hữu đã bắt ở dưới cuối dòng sông. Bắt cuối dòng sông hả? Đại sư huynh làm gì vậy? Không ngon hả? Tại sao trồng lâu tới như vậy, ngay cả cọng rễ cũng không mọc nữa. Hey, không ai dám ăn hiếp tiểu sư muội. Tại sao lại để mình bông ăn hiếp vậy hả? Nó dám hả? Em sẽ cho nó tàn sự nát thịt. Danh môn chánh phái chúng ta làm sao có thể làm sát vô tội như vậy được chứ? Vậy anh trồng giùm em đi. Anh đâu có biết trồng hoa. Được rồi, đừng có gì cho hoa, để rồi mặt mày biết xịn vậy. Vui vẻ chút đi. Có một người cái mặt còn buồn hơn em nữa, lúc nào cũng mặt mày một đống à, làm cho ai nấy cũng không được vui. Em định nói là Lâm sư đệ hả? Nè, nói cho biết nha, em ấy đương nhiên không vui rồi. Bây giờ không cha không mẹ đó. Ngày xưa có rất nhiều người tiền hô hậu ủng, còn bây giờ đó hả, sư huynh sư tỷ các người ai nấy đều dạy sai cho nó không à. Tụi em cũng giúp cho hắn di chuyển sự chú ý, thoải mái một chút, tối ngày có rửa thù trả hận. Ý, đại sư huynh, hay là hãy tìm cách chọc cho hắn vui đi. Làm cho ta vui, anh có lợi gì đây? Một chai nữ nhi hồng. Không được, anh phải suy nghĩ lại. Thêm một chế độ phòng ngủ hương. Từ từ tính sau. Giờ hay giả cây. Một dĩa thịt nướng. Nha, tôm xào bông cải. Nè, em nữa đó nha, anh đây nhận hết trơn. Anh kêu em tới đây bắt dế giùm cho anh. Tới đây có náo nhiệt hay sao vậy? Đại sư huynh không cần kêu em tới uống rượu hay sao? Làm sao kêu em bắt dế vậy hả? Lúc nãy anh chỉ nói phần nửa thôi. Bắt dế trước á, rồi uống rượu có được hay không vậy hả? Được không? Thôi đừng giận nữa. Làm ơn là phước, bắt được con dế đi. Hai bên giáp công. Tới cái lúc đó đó hả? Không những có rượu để uống mà còn có tôm để ăn nữa. Không biết anh và tiểu muội nghĩ như thế nào, người ta mặt mày mọc đống với chúng ta, còn anh kìa, lúc nào cũng muốn lấy lòng người ta hết à. Sư huynh đệ với nhau không ăn thua gì cả. Ê, không ăn thua sao được? Em cũng là sư đệ của anh, tốt với anh như vậy, vậy mà không thấy anh bắt ruồi bắt mũi để cho em vui gì hết à. Cái đó rất đơn giản,
Ban đêm khi mà đi ngủ, anh sẽ bắt ruồi và bắt muỗi để trong mền của em. Vậy là được rồi. Anh nói đó nha, bây giờ em muốn có voi và cọp. Không thành vấn đề, lập tức bắt cho em có được không? Không thành vấn đề. Hey. Thử một cái hùng trưởng trước, sau đó hả, dập con cọp rồi bắt con voi giùm cho em nữa. Nè, anh chơi cái gì vậy hả? Đừng có chạy nghe, đừng có chạy. Nè, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi, chạy mau, mau lên, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó, nhanh nhanh, cắn nó đi, mau lên, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó đi, cắn nó, cắn đi, cắn nó, cắn đi, cắn nó, cái này của đại sư huynh bắt cho người đó. Cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi. Ôi giỏi thật đó. Hey, ngày mai bắt thêm con dế cồ đã với nó nữa. Hay quá. Hey, làm gì bông vậy? Cha. Sư phụ, sư phụ. Tối như vậy, các con làm gì đây? Sư phụ à, tụi con đang luyện công đó nha. Phải rồi, sư phụ luyện công đó. Cả bọn người luyện công ở trong trời mát. Không phải luyện công đâu sư phụ à. Chúng con đang nghiên cứu võ công đó. Được rồi, đã khuya lắm rồi, đi nghỉ đi. Dạ được. Cha mẹ, để con đưa cha mẹ vào trong. Được. Nè đại hữu, người làm gì vậy? Sư phụ, Lục đại hữu bị đau bụng, để con nhúc giùm nó là được rồi. Không có chuyện là được rồi. Khuya rồi đi ngủ sớm đi. Dạ, dạ sư phụ. Dạ sư phụ. Sư phụ ngủ sớm nha. Ngon lắm phải không? Sao rồi hả? Nè, nè. Chuyện gì? Sư phụ. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là kế điều hổ ly sơn. Sư phụ, các sư đệ đều bị đả thương. Phải rồi, bác sư đệ còn bị thương nặng lắm. Người nào to gan vậy? Tử hòa sơn khỏi đám, còn đả thương các con. Nhưng sư phụ, đệ tử cũng không hiểu rõ. Mấy người kia toàn là bịt mặt. Nhưng sư phụ vừa đi, thì họ đã tới nơi. Gặp người nào thì đánh người đó, và lục soát khắp nơi. Rõ ràng không xem qua xem chúng ta ra cái gì. Thật là to gan. Chắc là người của Ma giáo. Sư phụ, biết đâu là người của Thanh Thành tới đây vì tên Tà Kiếm Phổ. Tuy nhiên, nếu như vậy, họ cần bắt tôi mới đúng chứ. Ta làm sao sử dụng cái kế điều hổ ly sơn này? Người kiếm chuyện chúng ta rõ ràng là yêu nữ của Ma giáo. Sư phụ, bỏ độc trong rượu hai con và Lục Địa Hữu là người của phái Thanh Thành đó. Còn lên tiếng cho họ. Xem ra ngươi đã bị yêu nữ mê hoặc rồi. Ngay cả thị phi trắng đen cũng không rõ ràng. Sư phụ, người cứu con thực sự là nhân cô nương đó. Lúc nãy cô ta tìm con là muốn đòi lại đầu của cô ta thôi. Cái gì vậy hả? Nói bậy nói bạ, rõ ràng là muốn gửi viện. Sư phụ, con... Quá ra sư huynh nói cái này đó hả? Cái bông tai, đó là vật quý của người con gái. Nếu như không quen biết với nhau, thì làm sao có thể ở trong người của con? Xuân Nhi, con không biết tự trọng mà. Sư phụ sư mẫu, sư việc không giống như hai người tưởng tượng đâu. Là một người danh môn chánh phái, lại dám không nghe lời dạy dỗ, lùi tới yêu nữ ma giáo. Nếu sư phụ không phạt con, thật sự có lỗi với liệt tổ đại sư. Cha, đừng nói nữa. Sư phụ phạt con, lên từ quá ngày một năm. Sư phụ. Được rồi sư huynh, có muốn phạt thì hãy để ngày mai đi. Các đệ tử đều đã bị thương hết rồi, hãy để cho chúng vào trong nghỉ ngơi. Các con hãy vào nghỉ đi. Dạ, dạ, dạ sư mẫu. Quà cho con ghi ra, thu xếp chỗ này xong rồi mới được đi ngủ. Dạ. Đại sư huynh gặp nạn, đứa nào đứa nấy chạy trốn hết. Lại là tôi nữa. Thật là hồn ma lãng giảng đấy nha. Hai ta thê thảm thế như vậy, còn dám tới đây nữa. Trả cầm phổ lại cho ta. Có băng lạnh nè. Tới đây, tới lấy đi. Ngươi không giữ uy tín. Đại sư huynh, đại sư huynh.
Đại sư huynh. Ê, tại sao cô chưa ngủ? Ngủ không được. Để xem anh sắp xếp thế nào rồi. Ừ? Tại sao lại có mùi thơm của đàn bà? Hả? Có phải là yêu nữ kia lại tới kiếm anh nữa? Gì? Anh gạt em là nói là không có gì cả. Thì đừng có giờ có được hay không hả? Em hiểu lầm rồi, tiểu sư muội à, anh thì quay không có gì đâu. Giờ cổ, gọi một cách thân mật như vậy à? Khỏi cần nói, cặp bông tai chắc là vật định tình của cổ tặng cho anh phải không? Dạ, suy nghĩ cái gì kỳ vậy? Cái gì mà vật định tình chứ? Cho anh biết nha, đúng ra em cũng muốn tha thứ cho anh. Nhưng mà bây giờ anh còn gạt em nữa, em không có ngại với anh nữa đâu. Nè, tiểu sư muội, tiểu sư muội à. Tiểu sư muội à, nghe nói nè. Anh không gạt em đâu. Anh không muốn nghe anh giải thích. Là ngươi. Dâm cô đường, muốn gì đây? Muốn cứu tiểu sư muội của ngươi thì hãy lấy vật của ta ra để mà trao đổi. Ta có thể trao cái đó cho cô, nhưng mà thả cô ra xuống đi. Ra đây, đại sư huynh. Vật đó không có trên mình của ta, ta dễ lấy được không vậy? Linh Hồ Xuân, ngươi đừng có giỡn trò nữa. Nếu như ngươi không muốn tiểu sư muội của nhà ngươi làm kỹ nữ thì mang vật đó tới trao đổi. Ê nè, tại sao ngươi cứ bám lấy đại sư huynh của ta? Có phải thường ảnh hay không? Vậy chứ có quan hệ gì với ảnh? Thế nào? Hình như ngươi lo cho hắn lắm hả? Xem ra tình cảm của hai người rất khăng khít. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, ta chỉ muốn đòi lại cái gì của ta thôi. Cái gì vậy hả? Ta không cần thiết cho người biết. Tôi cũng biết rõ, đại sư huynh của tôi không bao giờ thương cô đâu. Hoa sơn của tôi là hoa sơn chánh phái, yêu nữ mà giáo giống như các người, ảnh không bao giờ để ý đâu. Cô nha, đừng có hoài công vô ích nữa. Người... Ê, đừng có đụng tôi nha. Đại sư huynh biết được sẽ giết chết cô đó. Huê, ta tới rồi nè. Đại sư huynh, cứu em đi. Lĩnh Hồ Xuân, ta đã biết ngươi không nỡ để mất tiểu sư muội mà. Đừng có nói gì nữa. Đồ của cô cần, ta đã mang tới đây. Đừng có làm bậy. Đây là cái gì? Tố nữ kinh, dám chơi ta? Tố nữ kinh thích hợp cho cô lắm. Làm đàn bà cần phải nhu mì chiều chuộng, biết ý đàn ông. Cô dữ dàng tới như vậy, làm sao lấy chồng được đây, hả? Mau đưa cầm phổ ra. Cầm phổ kia đúng ra muốn trao cho cô rồi, chính cô không lấy thôi đó mà. Wow, đại sư huynh à, sư huynh thật là thông minh đó, làm cho con yêu nữ này quay mồng mồng. Linh Hồ Xuân, ngươi dám trêu chọc ta? Nè, đá cô đi nè. Ê, đi. Sư tổ. Cái này là cái gì vậy? À, không có gì sư phụ. Các sư đệ tới đây tiễn chân cậu đó. Tiễn chân? Chỉ là ba cái đồ ăn thôi, không có gì cả. Lần này cô lên núi đi kiều phạt, tu tâm dưỡng tánh, diện bích phản tỉnh, chứ không phải tiêu diêu du sơn lãm thủy đâu. Sư phụ, hãy lấy lại hết tất cả. Dạ sư phụ. Sư phụ sư mẫu. Dạ. 我走了。 等等, 冲儿, 这个带去。 师娘, 这是五香橙皮啊。 不是, 少, còn cứ nghĩ tới ba cái đồ ăn đó không tốt cho sức khỏe. Cô sợ sư phụ không có cho. Hãy mang theo đi. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư mẫu. Xuân Nhi đi lần này cũng phải tới cả năm không gặp. Ủa, Linh Sang đâu? Tiểu sư muội chắc là đang giận ta, cho nên tiễn sư cũng không tiễn nữa. Thank you.
Tiểu sư muội. Tiểu sư muội, anh đã biết em sẽ tiễn chân anh mà. Ai mà tới tiễn chân anh? Em tới đây để lượm đá thôi. À, được, đi lượm đá, sẵn đó tiễn chân đại huynh luôn rồi, được chưa? Thực ra đại sư huynh sợ em bỏ đại sư huynh. Lần này lên trên tôi có dây một năm, thì anh chỉ sợ em trở thành một cái túi giận rất là lớn. Bây giờ nhìn thấy em tới đây, anh yên tâm rồi. Em không phải tới tiễn chân anh đâu. Anh có đi hay không? Em lên trên núi lượm đá. Tiểu sư muội, lượm đá nhiều tới như vậy, có muốn khắc một bài thơ trên đó để tặng cho đại sư huynh hay không hả? Anh đừng có hồng nha. Em không sao chứ? Hãy mau về đi. Anh lên núi nha. Chút nữa mình em xuống núi, anh làm sao yên tâm được đây? Tôi đã tới giờ rồi, để lên núi. Đừng để sư phụ sư mẫu phải lo. Đi mau đi. Vậy em đi nha. Nhưng mà anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm cách để gặp anh mà. Em thì mình cẩn thận.